không lo thì nó tạo thành mà rồi đó nó nhân tạo mà trồng cỏ với mẹ trồng cỏ chứ để trồng ra trồng cỏ anh mới trồng cỏ em trồng lan của em chỗ đó ai trồng ai trồng gì lấy cái nước mẹ 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 kìa về kìa chợ mà không ai máy thì biết đi chợ mà sao cái đi chợ bằng dù trời mẹ cầm cái dù đi mẹ cầm cái dù về đi bằng dù đó con đi bằng nó con đi bằng dù ủa mày mình mày đi dù hay mày đi cầm dù? Sợ mưa nên mày đi chắc mày sợ mưa. Ủa gì vậy? Bưởi chuối gì đó thì ai đọc đâu phòng? Bưởi mày chấp nhận cũng ngoài ngoại. Đúng rồi. Mày dù cũng ngoài ngoại chứ bỏ chuối trái dưa còn cái dưa đó còn miếng cái đấy là dưa bỏ bán đi gì vậy? Anh nhớ đậu nhớ, lấy giỏ đậu lại cho con nha mẹ. Đậu phộng á, lấy giỏ lại cho con bỏ lại nha. Bữa trước bác Thảo Lan quên dặn nữa. Cái này chế hả? Để làm gì? Bỏ mấy cây lan á. À bỏ hoa lan á hả? Mẹ chuối này làm ngày mai ngày mốt là ăn được thôi chứ mẹ để lâu là nó chín quá rồi. Cái loại này xong bà ấy cả cho cái này này để cho con sao bỏ chứ. Ủa để cháu lấy này kia thôi bà bảo thì cháu cho này cái này chứ cháu có lấy tiền. Cái này ăn cũng được. Mà thằng này chưa nó ăn hết trái kia nha trái to. Ôn ăn chuối không ôn ơi. Anh chị mua gà ác tại Hồng Thuốc Bắc ăn nhanh nha. Thích ăn cái chuối này. Mày có tivi rồi. À nó bốn sữa xong nó bụng nó không dựa ai vậy. Cho ăn nữa hả? Dạ. Ăn lấy cái quả bây giờ mua mấy cái quả ấy để về đâu ăn ăn chuối đẹp không? Đẹp không? Muốn tự sát rồi về xong bỏ hết đẹp nhưng mà xịt phân dâm thuốc dâm đây không em tự xịt đó. Xong Dương không mua đi mua lấy hạt thằng Long á Dương ươm đó lên lại xin này được mà hả? Thì mà xin này được xin này tốt lắm kích rễ kích rễ nè thuốc này thuốc kích rễ với lại kích mầm luôn thuốc này kích rễ kích mầm luôn cái thằng long đấy cái thằng thằng long á ươm trồng vô nó đẹp thanh long cái trái thằng long á trái thằng long dưới kia long nó bỏ qua chợ phân gì hả chị phân gì trên mẹ nó trồng mấy cây bonsai nó còn ba phân gà nó bị cho đó còn con la xài mấy cái đó nó mình xin mấy bao chữ dùng nhiều bao cho lắm đó để nó bò con nó có xài mấy đó đâu mà con bò không đâu có xài tốt bò cũng xài luôn là món lót tốt lắm á mua cho hả ông mua cái gì đó có một xe cho phân một xe cải tiến cho về xong rồi bà Xuân lấy 8 bao và phúc cái 7 bao rồi còn mấy bao nữa cái đó người ta trồng cây ăn trái rồi người ta mới lấy nhiều. À có ăn nữa hả? Dĩ bò. Đây, có ăn nữa. Từ từ cái bánh đồ đó. Rồi, cái đồ kẹp tóc để ngoài đó rồi để tôi tự vừa. Wow. Rồi, 160.000. Đã biết thôi con cái đó. Ôi, 165 nghìn. Không, bà lũ mà nghe lại, xin lắm. Cảnh miếng đồ thôi, chứ cảnh miếng bò chuẩn, cảnh miếng to đấy.